trong tầm khoảng 1 giờ là bên nhà hàng phục vụ những món nào mình sẽ trải nghiệm những cái món đó. Dạ. Nhưng mà quá 1 giờ thì mình sẽ là không nhận món nữa. Ok không? Quá 1 giờ thì em chưa hiểu ý của mình lắm nha. Ý là trong 1 giờ bạn có thể phục vụ mình bao nhiêu món cũng được hết. 1 giờ đồng hồ, trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu như mà anh chị muốn lên full hết toàn bộ về cả đồ ăn và đồ uống luôn thì nó sẽ mất tầm dao động từ 20 đến 25 phút thôi. Món lên một cái thì em sẽ là lên nước cho mình luôn thì nó sẽ tiện trong cái việc mà quay chụp hơn. Là anh chị có nhu cầu là kiểu chụp ảnh với nhau ấy. Ok, thank you bạn. Yeah. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu bấm giờ nha. Không biết là trong một khoảng giờ đồng hồ này tôi sẽ thưởng thức được bao nhiêu món và những món gì ở nhà hàng các bạn ơi. Đây. Ok, những cái nơi gọi là dining như vậy nè thì đương nhiên là đầu bếp á, người ta sẽ dành nhiều thời gian và công sức để là trang điểm, tô điểm cho đứa con tinh thần là những cái món ăn ở nơi đây. Em có thể là lau tay trước khi dùng. Okay. Mình mượn lại menu rồi không ta? Thì được. Ok, đây cho bạn coi sơ menu. Thì chung là những cái phần mà minimum nhất cho mấy bạn coi thì tầm khoảng là 150 đến 200 mấy bạn. Thì một cái bình trà ở đây rơi vào tầm khoảng mà 175.000 là minimum mấy bạn. Tôi đã đăng ký thành viên ở đây rồi nên là tôi sẽ được cái mức giá nó sẽ ưu đãi hơn. Và không gian ở đây tôi thấy thiết kế theo phong hướng lại tinh tế và rất là sang trọng theo kiểu châu Âu các bạn ơi. Và không những thế là còn tô điểm thêm những cái gọi là màu xanh của lá cây nữa cho gọi là gần gũi với thiên nhiên anh em ơi. Đó. Và ở bên ngoài ngay từ lúc đi vào thôi là tôi đã thấy một cái ốc đảo, một cái quầy bar thật sự rất là bự. Có thể là chị em vô đó chụp hình check in khá là đẹp luôn các bạn. Ok. Trà bưởi và trà bãi thì nó sẽ là hiện tại đang là hai món best seller của Daniel. Cái này nó sẽ special một tí thì nó sẽ có một ít phô mai feta với lại là một ít cái bacon cắt cho mình. À ok, bạn biểu diễn. Khoảng là 28 phút thì mình sẽ ra được hai cái set trà và một cái phần salad đây bạn. Xin phép cho mình cái phần oyster luôn. Wow. Thì hầu này tụi em sẽ là nhập trực tiếp từ Nha Trang về luôn. Ở trên nó sẽ có một ít sôi mình luôn, nó sẽ là một quả trứng cá hồi. Thì trứng cá hồi tụi em sẽ dùng là trứng cá Ikura. Khi dùng nếu mà anh muốn vị chút cay cay hơn một tí thì nó sẽ có Tabasco đi kèm. Ok, rồi mình cảm ơn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức phần trà vải ở đây nha mấy bạn ơi. Ok. Trà vải ở đây thực sự là rất là thanh mát luôn, nó sẽ có một cái độ ngọt thanh nhẹ các bạn ơi. Thật sự uống rất là fresh luôn. Một cái set này nhìn thôi mấy bạn đã tỏa ra một cái vibe gọi là công chúa tiểu thư đại cát nha các bạn. Rồi, mời mọi người nhé. Cảm giác là từ mềm, là từ giòn của fresh của rau và sau đó là những cái viên hạt li ti giòn rụm ăn rất là vui miệng luôn. Bây giờ cùng tôi ra biển đảo thưởng thức một cái phần mà đặc sản của biển xanh nào mấy bạn ơi. Ăn thôi mình có thể mà mình cảm nhận được cái hương vị gió biển của Nha Trang ngay trước mặt mình rồi các bạn. Thì thật sự là hàu thì nó có vẻ là size hơi nhỏ nhưng thật sự là ăn hàu thì hàu, thịt hàu rất là chắc thịt và nó rất là thơm và nó rất là béo bạn ơi. Ăn chung với những cái phần mà trứng cá nó sẽ nổ ra nó rất là vui miệng luôn và nó sẽ không có bị tanh nha. Tôm sú ạ. Còn cái này sẽ là trứng cá chuồn. Em sẽ lột cái vỏ ra cho mình luôn nha. Ok bạn. Dạ, vâng. Thì tầm khoảng là 45 phút thì mình sẽ có thêm một cái món chính thứ ba nha bạn ơi. Rồi ok mình cảm ơn. Đây nó sẽ là điểm đặc biệt của mình đó. Nó sẽ là sốt satay. Sốt satay. Bên trong nó sẽ là có peanut là đậu phộng. Dạ. Cùng với là một ít cái nguyên liệu đặc biệt hơn là món tôm. Món tôm. Dạ. Nó sẽ có một cái món tôm ở trong đó bởi vì nó sẽ là fusion giữa Việt Nam với cả là Singapore. Bún này tụi em sẽ dùng còn bún bò Huế Việt Nam nha. Rồi, cảm ơn. Là còn 5 phút nữa thì sẽ ra thêm được món này các bạn ơi. Thật sự món này kết hợp giữa ẩm thực khá là hay các bạn. Mấy bạn yêu của tôi ơi, đây. Thì đây là một cái cọng mì Ý, cái cọng dài và nó thon. Mời mọi người thưởng thức nào. Dai dai ăn thì nó sẽ kiểu nó hơi kiểu sườn sườn cứng cứng một tẹo mà nó thơm một cái mùi mà sốt trứng muối các bạn ơi. Vừa đủ hết luôn mấy bạn. Dạ, chén rượu cái cù của mình nha. Rồi, mình cảm ơn. Dạ, cái cù này bên em đang làm là medium. Và mình dùng kèm với cái khoai tây này, em layer với lại một ít phô mai. Ngoài ra thì mình có thể dùng cùng với sốt balsamic là giấm cô đặc. Nó sẽ chua chua hơn một xíu nha. Mình cảm ơn. Mình đây là canh đúng đủ một cái thời gian để có thể mà hai người có thể là vừa ăn vừa thưởng thức vừa nói chuyện được nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt thử cái phần gà này các bạn. Wow. Trời ơi, mới cắt thôi mình đã thấy được cái độ tươi, cái độ chút xì của phần thịt gà này mấy bạn. Nhìn cái kết cấu thôi mình đã thấy nó rất là mọng nước mấy bạn. Ăn kèm chính là phần nước sốt đặc biệt ở đây.
cái phần gà nướng này nó đã thơm sẵn, nó được ướp rồi, nên là nó rất là mặn mà thơm sẵn rồi bạn. Mình không có cảm nhận rõ cái phần mắm tôm, cái phần mắm tôm có thể là nó rất là nhẹ bởi vì nó cảm giác là nó đã bị lấn át bởi cái phần mà đậu phộng ở trong đây và cái phần mà nước sốt sa tay, và nó sẽ là thiên hướng là sẽ ngọt và nó sẽ hơi cay cay nha bạn. Đây là phần sườn cừu nướng medium rare. Ăn chung với cái phần này á, sẽ là một cái phần mà phô mai bên đây các bạn, khoai tây. Mình sẽ cắt ra cho mọi người coi nào. Ăn nó sẽ kiểu nó bùi béo mà nó thơm, mà cái phần phô mai ăn nó béo nó thơm cực kỳ luôn các bạn. Thật sự cái phần này ăn một miếng là muốn ăn nhiều miếng luôn các bạn, nó rất là thơm luôn á. Cái phần miếng sườn cũng khá là dày nha bạn. Ờ, cái này là miếng sườn cừu nha. Một cái phần này mình đã thấy được nướng ở bên ngoài. Wow. Ơi, cắt khá là dễ nha. Mời mọi người nha. Cái phần thịt cừu thì nó sẽ có một cái mùi đặc trưng thịt cừu, nên mấy bạn sẽ trùng chung cái phần rau và trùng chung cái phần đấm này nè, thì nó sẽ lấn át đi phần thịt cừu và mình vẫn cảm nhận được cái độ mà dai dai mềm mềm của thịt, thật sự rất là đã các bạn. Và tổng quan một buổi ngày hôm nay các bạn sẽ nghĩ là bao nhiêu? Thực sự là cái giá phải làm cho bạn bất ngờ các bạn ơi. Đó, thực sự là tôi đã đăng ký thẻ review này nên là tất cả các món ở trong menu ấy, tôi sẽ được giảm giá 5% các bạn ơi, và được tặng một bình trà miễn phí. Thực sự là tổng quan là hôm nay tôi thấy hai người ăn cũng khá là no các bạn ơi. Và mấy cái phần đồ ăn này tôi thấy là được trang trí decor rất là đẹp mắt và thực sự là rất là chỉnh chu các bạn. Với cái không gian mà theo thiết kế châu Âu này rất là phù hợp cho mấy chị em tới đây chụp hình check in sống ảo, thực sự là quá là đẹp, quá là chảnh xả luôn các bạn ơi. Đó, và nếu như mấy bạn cũng muốn được tặng một bình trà miễn phí chúng tôi thì hãy đăng ký thành viên, thì trong 5 tuần liên tiếp mấy bạn sẽ được tặng một bình trà miễn phí, và những cái phần ăn a la carte đây hoặc là những phần ăn chính đây mấy bạn sẽ được discount 5% trên tổng bill đó. Còn mấy bạn nghĩ sao ngày hôm nay thì để lại bình luận tôi biết nha.